Hello everyone, Nga xin chào tất cả anh chị em và các bạn thân mến. Cả nhà mình hôm nay khỏe không? Nga xin chúc cho anh chị em mình có một tuần mới tràn đầy yêu thương, tràn đầy hạnh phúc và mọi việc thành công nhé. Và hôm nay Nga mang lên đây cho chị em mình xem một vài món nữ trang. Đã hình như gần 2 tuần rồi ha. Tại vì Nga bận rộn với những món nữ trang của chị em mình đặt hàng cho Nga đó. Nga phải làm cho nó xong rồi mình có thời gian mình mới lên trên YouTube và channel được. Mong chị em mình thương và thông cảm cho Nga nhé. Và thì hôm nay chị em mình xem thấy có những món nào chị em mình thích á, thì gọi phone cho Nga. Số phone của Nga là 714-599-4278. Tiệm của Nga trên lầu Phước Lộc Thọ. Nếu mà chị em mình đi cửa sau, cổng sau á, thì mình lên cầu thang mái, là vừa lên hết cầu thang mái thì tiệm Nga nằm bên trái. Nancy Jewelry. Em cảm ơn cả nhà, Nga cảm ơn cả nhà mình rất nhiều nha. Rồi bây giờ Nga sẽ vào những món nữ trang cho chị em mình xem. Đây Nga có một cái mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền này là hình như là ngôi sao, và Nga làm lên đây là hai ly. Để Nga xem lại coi cái tờ giấy của mình, coi mình làm đúng rồi. Nga làm hết tổng cộng là 2 ly nha chị em. Cái mặt dây chuyền này là 2 ly tổng cộng, hết toàn bộ xung quanh hết là nguyên cái mặt dây chuyền này là 2 ly và ở giữa là 3 ly rưỡi. Thì cái pendant này rất dễ thương lắm luôn nè. Đó, chị em mình thấy rõ không ta? Ta đeo lên đó cũng dễ thương lắm đó. Thì đây là 2 ly và xung quanh cái mặt là 2 ly và ở giữa là 3 ly rưỡi. Trên cái bell bell này bell trơn, không có sòn chị em nhé. Thì tổng cộng là 1 carat hộp sòn đó chị em. Thì với cái giỏ 14 thì Nga để đặc biệt cho chị em mình là 885 đồng nhé. 885 đồng. Thank you. Đây, 885 đồng nha chị em. Sorry, mấy anh thợ đưa đồ. Đây là cái mặt dây chuyền hình như cái ngôi sao ấy chị em, mà những ngôi sao nhiều cánh nhá. Hộp sòn trắng lắm, VS chị em. Nga thích làm hộp sòn trắng thôi. Thì cái này Nga để cho giá đặc biệt cho chị em là 885 đồng nhé. Rồi, dễ thương lắm luôn. Let's see. Chị em mình thấy không? Rất là chiếu lanh lắm luôn. Lớn cũng cỡ da. Đẹp lắm. Hộp sòn của Nga làm lên rất là trắng, VS đó chị em, F color. Rồi. Rồi Nga sẽ khoe với chị em mình một cái mặt dây chuyền Emerald, Columbia Emerald. Sorry, hôm nay sau Nga chậm chạp quá Mấy tuần trôi qua rồi không lên á, chậm chạp quá. Chắc phải lên thường xuyên á cả nhà, chắc em phải lên thường xuyên quá. Xí, chị em mình thấy không? Để Nga móc vô để không rớt. Đây là cái mặt dây chuyền Columbia, nó gần 6 carat. Gần 6 carat. Và 5 carat 90 chị em. 5 carat 90 Columbia. Và Nga làm xung quanh nó là 2 ly rưỡi. 2 ly rưỡi xung quanh trên cái bell. Và cái ở trong á, cái vòng xoàn ở trong thì Nga làm được có 1 ly 8, tại vì cái vỏ nó bên trong nó được có ly 8 thôi,
và cái bên ngoài thì Nga làm là 2.5 VS color, F color luôn á. Oh, I mean VS, VS clarity và F color. Yeah. Phải nói thường xuyên cho nên nó sẽ không có bị líu lưỡi. Hôm nay không lên đó, bị líu lưỡi quá luôn á. Mà chậm chạp nữa. Trời ơi, phải đi lên thường xuyên nha chị em ha. Dạ, yeah, mấy chị em nói đúng á. Nga ơi, phải lên thường xuyên Nga ơi. Dạ, yeah. Rồi, đây. Em thật sự cái pendant này á là cho chị khách của mình. Dạ, yeah, em đã làm xong rồi, rất là đẹp. Thì nếu mà chị em nào thích thì cũng có thể order Nga làm. Nhưng mà tìm cái Colombia thì nó rất là khó, rất là khó. Emerald Colombia nó rất là khó chị em. Thì nếu mà cái vỏ này, nguyên cái mặt này á, là Nga để cho chị em mình là 4.350 đô nhá. 4.350 đô. 4.350 đô. Dạ, yeah. Rồi, rất là đẹp chị em ha. Đeo rất sang chị em ơi. Dạ, yeah. Lớn lắm. Mà mới tìm được một cái Colombia, cái emerald này đó. Nga tìm rất là lâu cho cái vỏ này mà Nga tìm không ra. Yeah, hôm nay Nga tìm được, rất là mừng luôn. Nhưng mà chỉ có một cái duy nhất thôi. Yeah, chỉ có được một cái duy nhất thôi à. Yeah, đẹp lắm luôn ha chị em ha. Yeah, ok. Để cho chị em mình xem kỹ tí nè. Yeah, đều rất là sang chị em. Yeah, rất là sang trọng luôn. I love that. Ok, rồi cho chị em mình chiêm ngưỡng tí xíu ha. Ok, rồi em sẽ tôi còn gì ta. Em có nhiều cái mà thợ mình làm, có những cái thợ mình làm chưa có xong. Yeah, em có cái giỏ nhẫn này. Cái giỏ nhẫn này nè chị em. Và cái giỏ nhẫn này là của Hồng Kông, có hộp sòn rất là nhiều, hai cái band của nó. Yeah, hộp sòn rất nhiều, là như là hai line, hai band ở giữa cũng có hai line luôn. Và đó, cái này mình nhận cho được 1 carat tới 1.5 carat. Tùy theo, mình có thể nhận từ 2 carat cũng được luôn nha chị em, từ 1 carat cho tới 2 carat. Yeah, rất là đẹp. Yeah, hộp sòn trắng lắm luôn, VVS luôn á chị em. Yeah, rồi cái giỏ này Nga sẽ để cho chị em mình là giá 2.500, 2.500 cho cái vỏ này vàng 18 nha chị em. Yeah, vàng 18 và vàng 18 gần 2 carat hộp sòn á chị em. Dạ, yeah, gần 2 carat hộp sòn cho cái vỏ này. Dạ, yeah, đẹp lắm luôn. Đó, mình nhận cho từ 1 carat tới 2 carat được á chị em. Dạ, yeah, rồi 2.500 nha chị em nhé. Rồi, ok. Và có một chiếc nữa chị em. Một chiếc này thì nhỏ hơn, kiểu này nó hello. Dạ, yeah, kiểu này thì hello, cũng vàng 18 luôn, của Hồng Kông. Dạ, dạ, rất là dễ thương. Cái này mình nhận cho 1 carat được á chị em, 1 carat tới 1.5 carat. Dạ, yeah, dễ thương lắm. Dạ, yeah, nhiều khi tại vì em quen miệng em cứ dạ dạ, tại vì ai gọi em cũng dạ dạ rồi, cái em quen miệng rồi đó. Cho nên có nhiều người comment em nói cứ nói dạ 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 hoài. Nhưng mà tại vì cái thói quen của em là ai kêu em cũng dạ dạ, rồi cứ quen miệng cứ dạ dạ hoài, cũng bị la luôn á. Nhưng mà it's ok, I not that. Ok, yeah, cái này á chị em, mình nhận 1 carat tới 1.5 carat được luôn á nha. Hay, yeah, cái hello, cái này là 1.500 nha chị em. Cái này 1.500, rất đẹp, hộp sòn trắng đẹp lắm luôn. 1.5 không á, toàn bộ 1.5 hết. Dạ, 1.5 hết thì nó tổng cộng là 1 carat hộp sòn á chị em. Dạ, 1 carat hộp sòn tổng cộng. Dạ, 1.500 nha chị em. Dạ,
đẹp lắm. Rồi, và bây giờ Nga có những cái chiếc nhẫn này nè chị em. Có những chiếc nhẫn này, hộp này, let me see. Hộp maki, hộp tròn, hả? Hộp dưa đó, hộp dài, hộp dưa đó. Yeah. Cái này hôm bữa em cũng có nói rồi ha. Yeah, nhưng mà mấy cái chiếc này em on sale cho chị em mình nhé. On sale, vàng nặng lắm chị em. Dạ. Yeah. Rớt cái cuốn sổ của em. À, cái này vàng nặng. Wow, phần 10 gram vàng 14 á chị em. Phần 10 gram vàng 14. Dạ. Yeah. Hộp xoàn khoảng 1 carat hộp xoàn á chị em, hộp tròn và hộp mặt khi nhìn kiểu cũng hay lắm nha. Yeah. Mình resize được nha chị em. Dạ. Yeah. Đó, kiểu để mình đeo với cái đồng hồ hay là chiếc lắc. Dạ, yeah, cũng đẹp lắm. Ừ. Thì chiếc này Nga sẽ để cho chị em mình làm với cái giá là 1.250 đô, rất là đẹp, 10 gram vàng 14 á chị em. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Đeo rất có duyên. Đấy, dạ. Yeah. Cái bảng nó lớn lắm. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Đẹp ha. Yeah, I like it. Mình đeo vô cái kiểu như vậy nè, mình đeo với cái đồng hồ, mình đeo với cái gì cũng dễ lắm. Da cái này rất là dễ đeo chị em. Yeah. Rồi chiếc này nữa, chiếc này là em cũng sẽ on sale cho chị em mình luôn nha. On sale luôn là cái hộp mặt khi 2, 4, 6, 7 cái hộp mặt khi. Yeah. Và xung quanh là 2.5 ly, hai hàng hai bên là 2.5 ly và hai bên là 2.5 ly, và mặt khi ở giữa là 7 hộp mặt khi. Chiếc này tổng cộng cũng khoảng 2 carat hơn á chị em. Dạ. Yeah. Thì Nga để với cái giá á này vàng 14 luôn chị em. Dạ. Yeah. Vàng 14 để Nga xem có bao nhiêu gram nhé. Dạ. Yeah, cái này 8 gram vàng 14. Dạ. Yeah. Rất dễ thương. Thì cái chiếc này Nga sẽ để cho chị em mình on sale today. Mình sale luôn chiếc này nhá. Yeah, nhiều chị em mình thích chiếc này lắm. Nhưng mà tại vì không rảnh Nga quên đem lên. Nhưng mà Nga đem lên Nga giảm giá cho chị em mình nhá. Rất là đẹp, rất là dễ thương. Rồi, 1.850 nhá. 1.850 rất là đẹp luôn chị em. 2 carat hộp xoàn không thể nào 1.850 được, và vỏ nặng của nó là 8 gram vàng 14 nữa. Dạ, yeah, rất là đẹp luôn. Không biết em nói giá. Hộp 2.5 ly, cỡ 2.5 ly, 2.7 ly đó chị em. Dạ, yeah, và 7 hộp mặt khi. Đó, thì tổng cộng. Dạ, yeah, tổng cộng hơn 2 carat hộp xoàn đó chị em. Rất là đẹp luôn. Dạ, yeah. Rồi 1.850 nhá. Rồi giảm giá hôm nay cho chị em mình đeo chơi. Đeo này hay lắm á. Yeah. Mình đeo chung với chiếc vòng. Ừ. Mình có vòng sòn á chị em, mình đeo chung với chiếc vòng cũng hay, hay là chiếc lắc hay đồng hồ cũng hay nhé. Rồi, và hôm nay Nga sẽ giới thiệu đến chị em mình, Nga có những cái chiếc band này ha. Rồi mình làm 3.5 ly, 4 ly, 4.5 ly, 5 ly đều có nha chị em. Có hộp sòn hai bên. Và yeah. Mỗi chiếc giày á là khoảng 500, mà nó có hai hàng sòn hai bên luôn nha chị em. 1.5 ly Nga kết 1.5 ly hai bên. Dạ. Yeah. Vàng 14. Đây là 6.5 gram vàng 14. Mình cũng có vàng 18 luôn. Dạ. Yeah. Thì mỗi chiếc về khoảng gần 500 nhé. Khoảng 500 đô cho mỗi một cái vỏ này. Dạ. Yeah. Rồi chị em mình thích hộp size cỡ nào cũng có, 3 ly, 3.5 ly, 4 ly, 4.5 ly đều có, 5 ly luôn nha chị em. Dạ. Yeah, mình nhận vô rất là đẹp luôn. Đeo sang lắm. Dạ. Yeah. Rồi, và Nga có một cái chiếc nhẫn này là sapphire. Dạ. Yeah. Sapphire. Hộp sapphire này cũng cỡ
tại vì nhận vô đây rồi Nga không có có đoán chính xác, nhưng mà nó khoảng 3 carat. Em Nga nghĩ khoảng 3 carat mấy thôi. Dạ. Thì hộp sòn xung quanh rất là đẹp, trắng lắm luôn, 1.5 ly tới 1. Dạ, xung quanh là 1.5 ly. Dạ. Hai. Cũng hơn 1.5 carat hộp sòn á chị em. Dạ. Sapphire rất là đẹp, rất là đẹp. Thì cái này Nga sẽ để cho chị em mình với cái giá là 1.500 nhé. 1.500 cho chiếc nhẫn Sapphire và cái vàng 14 và hộp xoàn 1.5 ly xung quanh hết. Dạ, yeah, hơn 1 carat hộp xoàn á chị em, và trắng đẹp lắm. Dạ. Yeah. Let me see. Oh yeah. Mình đeo vô nó này được đấy chị. Đó. Đẹp ha. Dạ. Yeah. Đẹp lắm luôn. Dạ, yeah. Ok. Rồi. Và em có một cái chiếc này. Cái chiếc này để Nga xem. Nga xem coi cái chiếc này. Hộp này cũng đẹp lắm chị em, trắng, trắng đẹp. Trắng đẹp mà có cái vỏ này là baguette. Dạ, yeah, hộp sòn ống hai bên và hộp ở giữa là Nga nghĩ là hình như, let me check. Make sure. Có bao nhiêu ly nhé. Ồ, hộp này gần 5 ly chị em. Dạ. Yeah. Ồ, 5 ly á. Yeah, 47, 48 đó chị em. Dạ. 47, 48. 47, 48. Kiểu cũng đẹp lắm luôn ha. Dạ, 47, 48 hộp trắng đẹp lắm. Hoa Kỳ chỉ có một tí tí thôi, ở dưới đáy thôi mình không thấy được nha chị em. Dạ, yeah, hộp này là VS á. Dạ. Yeah. Và hộp sòn ống hai bên. Dạ, yeah, cái kiểu này cũng dễ thương nè chị em. Đó. Hộp sòn ống hai bên và ở giữa là cái hộp 47 già gần 48. Dạ. Yeah. Thì cái chiếc này Nga để cho chị em mình là 1.200 nhé. 1.200. 1.200 vàng 14. Nga xem coi vàng 14 cũng nặng lắm nha. Để có bao nhiêu gram. Hôm trời Nga cũng nhiều việc quá luôn cho nên là không có lên thường xuyên cái YouTube của mình. Cho nên là chị em nào thích gọi cho Nga cứ gọi cho Nga nhé. Mình cần cái gì, đặt cái gì cứ gọi cho Nga tự nhiên, không sao hết. Tại vì nhiều khi Nga không có lên trên cái YouTube thì Nga ở ngoài tiệm thôi, cho nên Nga bận rộn mà công việc của mấy chị em mình đặt hàng á. Yeah, cho nên là cái này 6 gram và 14 á chị em. Dạ, 1.200 nha chị em. Rất là đẹp, có duyên lắm chị em. Ô, đeo dễ thương lắm luôn nè. Yeah. Rất là rẻ luôn á chị em. Ok, rồi. Và em có cái gì ta? Hôm nay chắc em hôm rồi em có giới thiệu đến chị em mình một cái pendant emerald mà của Zambia right? Yeah, yeah, Zambia. Cái này của Zambia 10 carat, gần 10 carat. Yeah, 9 carat, 80 mấy, 90 á. Yeah. Cái này là của Zambia. Nga cũng làm xung quanh là hộp sòn 2.5 ly luôn hết, toàn bộ 2.5 ly luôn. Rất là đẹp, rất là trắng, VVS, VS đó chị em. Yeah. Thì cái này Nga bữa Nga nói rồi, cái này là 3.500 nha chị em. Đeo rất sang chị em, sang lắm luôn. Cái này là 3.500 nhá, gần 10 carat cho cái emerald Zambia. Yeah. Và hộp sòn 2.5 ly hết, toàn bộ 2.5 ly hết luôn. Và vàng 18 nhá, cái vỏ này là vàng 18.
Dạ. Rồi. Nặng lắm luôn. Ủa, ngoài chiếu đẹp lắm nha chị em. Dạ. Yeah. Để cái này rất là rẻ luôn. 3.500 nha chị em. Dạ. Yeah. Rồi. Chị em nào thích thì gọi phone cho Nga nhé. Số phone của Nga là 714-599-4278. Thì to cái mặt dây chuyền này lớn đẹp lắm. 1 inch á. Dạ. 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 Rất là đẹp chị em nhé. Rồi, chị em nào thích thì gọi phone cho Nga. Ok. Rồi, và Nga có một cái chiếc vòng này nha chị em. Nằm ở mở ra cho chị em mình xem. Đây, chiếc vòng này là vàng 18 và Nga nhận hộp là gần 3.5 ly, 3.4 ly già. Dạ. Gần 3.5 ly luôn á chị em. Dạ, yeah, hộp rất là đẹp. VVS và VS đó chị em. Rất là đẹp luôn, nước ép. Dạ, yeah, hai bên mình đều có hộp. Hai bên mình có 1.5 ly hai bên nhá. Và ở giữa là mình nhận 3.5 ly, gần 3.5 ly, 3.4 ly già, gần 3.5 ly đó chị em. Dạ. Thì tổng cộng cái chiếc vòng này là 33 gram, vàng 18, và hộp xoàn á là tổng cộng là khoảng, nghe có ghi giấy. Dạ. Yeah. chín mươi bốn viên cho 1.5 ly và 47 viên cho 47 viên cho 3 ly tư già, gần 3.5 ly già. Rồi 34.8 gram vàng 18 đó. Thì tổng cộng chiếc vòng này á chị em, Nga sẽ để đặc biệt cho chị em nào thích thì gọi Nga nhé. Trắng đẹp lắm. Nga làm hộp VVS và VS không á chị em. Dạ. Yeah. Hộp rất đẹp luôn. Thì nếu chị em nào thích á, Nga sẽ làm appraisal cho chị em luôn nhé. Thường thường mình làm luôn cái appraisal cho chị em mình nhé. Nga free cho appraisal cho chị em mình. Thì chiếc vòng này Nga để cho chị em mình là 11.000 nhé. 11.000 chẳng, Nga bao luôn làm appraisal cho chị em mình. Cái appraisal cũng gần cả 100 đồng rồi đó. Nếu mà trên 10.000 thì sẽ làm một 150 đồng cho cái appraisal á chị em. Dạ, yeah, nhưng Nga sẽ làm cho chị em luôn nhé. Rồi chị em nào thích thì gọi phone cho Nga nhé. Cái size này là size 50 nha chị em. Dạ. Yeah. Size 50 rất là đẹp. Nhiều chị thích này lắm luôn. Dạ. Yeah. Thì hôm nay sẵn đây em giới thiệu luôn, đem lên giới thiệu luôn cho chị em mình nhé. Rồi, dạ. Rồi em cảm ơn chị em mình rất nhiều. Nếu cần cái thích món nào thì cứ gọi cho Nga nhé. Nga cảm ơn chị em mình rất nhiều. Chúc chị em mình có một tuần mới tràn đầy yêu thương và niềm vui và hạnh phúc nhé. Rồi, chị em mình gọi phone, nếu thích cái nào thì chị em gọi phone mình nhé. Rồi số phone của Nga là 714-599-4278. Rất là đẹp chị em. Yeah, đeo cái này sang lắm luôn. Rất là sang trọng. Đeo một cái này với một chiếc nhẫn là đủ lắm rồi. Yeah. Ok. Mình có làm nhiều size lắm chị em. Mình thích size nào cũng có nha chị em. 50, 51, 52, 48 đều có nha chị em. Yeah. Rồi Nga sẽ làm appraisal cho chị em luôn nhé. Rồi, ok. Nga cảm ơn chị em mình rất nhiều. Nga xin chào tất cả anh chị em mình. Chúc anh chị em mình có một tuần mới tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. Bye bye.